Em xin chào tất cả các bác, các cô, chú, anh chị em quay lại kênh của em nhé. Hôm nay trong cái clip này em sẽ giới thiệu đến mọi người mẫu xe DT Fly dòng xe Road nhé. Khung nhôm giá hơn 5 triệu một chút xíu thôi. Có bao ship và tặng kèm một set phụ kiện cực kỳ tốt nha các bác. Với mẫu xe này thì của nhà DT Fly này được sử dụng cỡ lốp là lốp 700C. Bây giờ em sẽ mời mọi người cùng em đi vào gần hơn và chi tiết hơn của mẫu xe này để xem mẫu xe này có những điểm gì hay ho trong tầm giá tiền đấy nhé các bác nhé. Đây, em xin mời tất cả mọi người. Trước tiên các bác có thể để ý đây, mẫu xe này được sử dụng cấu trúc là sơn tĩnh điện, cấu trúc sơn tĩnh điện kèm khung nhôm với mũi hàn rất là to. Các bác để ý mũi hàn này, mũi hàn do máy hàn rồi chứ không phải là do người hàn đâu các bác. Mũi hàn khung nhôm, dây đi âm sườn có phần cáp của cái dây phanh đằng sau này, phần cáp này là đi trần thôi nha các bác nhé. Đấy. Xe được sử dụng cấu trúc màu là màu đen, đen bóng, sơn tĩnh điện và sơn phủ bóng kết hợp với một số màu xanh các bác, một số màu xanh và bạc. Đấy. Với chữ DT Fly được làm đấy, màu trắng đối lập với cái phần khung xe. Các bác sẽ thấy cái phần nổi bật đọc cực kỳ dễ. Và đây, điểm này thông thường mọi người sẽ để gọng bình nước và bình nước. Kết hợp với những chuyến đi dài các bác có thể để hai chỗ bình nước. Không thì các bác để bên này túi đồ hoặc bơm xe cài vào rất là thoải mái nhé. Đây, với mẫu xe này có mã tên là R100. Đấy, top R100. Đặc biệt, một điều đặc biệt nữa của mẫu xe này, các bác để ý dù là mẫu xe Road nhé, mẫu xe thiết kế theo kiểu xe Road, các bác để ý cho em là cái phần đây, ngay đằng sau khung này, các bác để ý cái phần này, phần ốc, các bác có thể để thêm được ba ga, các bác có thể lắp thêm ba ga vào nhé, lắp ba ga vào, và ở đây cũng có đường ốc chờ đây, các bác có thể lắp thêm ba ga vào cực kỳ tiện lợi. Tức là các bác có thể biến thể là xe Road hoàn toàn không lắp gì cả như thế này, chỉ cần chắn bùn thôi chẳng hạn, hoặc các bác có biến thể thêm ba ga vào để các bác khi đi mua đồ hoặc chở trẻ con hoặc đi phượt dã ngoại, các bác có thể đèo được thêm rất là nhiều thứ. Đấy là về phần cái phần để ốc ba ga chờ. Phần càng xe thì các bác để ý giúp em này, thứ nhất là phần pô tang này sẽ là pô tang nhôm kèm càng xe là càng. Các bác để ý, càng này là càng thép chịu lực nha các bác. Thực ra các bác nghe tiếng nó canh canh này, đục các bác nhá. Càng này là càng thép chịu lực. Được làm phần to bản, các bác để ý, to bản này. To bản hơn so với những mẫu touring khác. Các bác để ý, to bản hơn. Trục tháo lắp nhanh trước sau. Phanh cơ trước sau nhé các bác, phanh đĩa cơ trước sau. Được làm to bản và được thiết kế cái phần cổ xe này nó cũng sẽ liền mạch hơn, tức là nó sẽ thuôn xuống liền mạch hơn chứ không phải là phần càng to hơn và phần khung to hơn, phần càng lại bé hơn, mà liền mạch và to, cái phần càng to bản này nó sẽ ổn định hơn. Đấy là về phần càng xe. Càng xe đương nhiên càng nhôm thì các bác xách xe nó sẽ xách xe sẽ nhẹ hơn so với càng thép chịu lực này. Càng thép chịu lực này sẽ nặng hơn một chút. Chỉ thế thôi, chứ nó không có gì khác biệt cả. Phần ghi đông, ghi đông là ghi đông nhôm chịu lực, ghi đông nhôm chịu lực tích hợp với bộ tay gạt, tay bấm xả. Nhưng thực ra nói tay bấm xả thì với cái bộ đề này không đúng, mà tay này tay gạt, tay gạt lên xuống đĩa Shimano 3 tầng đĩa và 2 tầng líp và 7 tầng líp nhé các bác. Ba tầng đĩa này thì sử dụng cái bộ gạt này, các bác để ý cái bộ gạt này thì các bác không cần phải đếm số,
mà các bác sẽ gạt như kiểu vô cực, là các bác cứ gạt theo một xuôi như thế này. Khi các bác thấy đã chuyển líp xong xuôi rồi, chuyển đĩa xong xuôi rồi và đạp không thấy bị chạm massage giữa xích và cái gạt đĩa nữa thì các bác dừng, không cần phải gạt nữa. Khi các bác chuyển líp mà các bạn thấy hơi chạm, các bạn căn chỉnh một chút, cái bộ đề này nó là như vậy các bác nhé. Và tay gạt líp, tay gạt nâng hạ líp 7 cấp đây các bác. Vì dòng xe này là dòng xe tầm trung, thành ra là bộ đề này vẫn là như thế này. Và bộ đề này gọi có thể nói là bộ đề xịn sò nhất của xe đua trong tầm giá dưới quanh quanh 5 triệu đổ lại nhé các bác nhé. Đây, và tiếp theo là cái phần tay ghi đông được cuốn cao su này, và các bác để ý ngoài phần tay phanh chính là đây, tay phanh chính là đây, tay phanh chính không phải tay phanh lắc nhé, chỉ là sử dụng phanh thôi, thì xe còn được tích hợp thêm tay phanh phụ ở phần ghi đông phần thẳng này, để khi các bác đang đi mỏi ở đây các bác cũng có thể sử dụng bóp được nhé các bác nhé. Đấy là phần tay phanh phụ của xe này. Đấy, đấy là về phần tay phanh. Về phần xuống đến bộ chuyển động, các bác để ý bộ chuyển động thì trước tiên là phần trục cũng như là phần đùi đĩa. Đùi đĩa là đùi đĩa nhôm Prowell, đùi đĩa nhôm chịu lực của Prowell. Sử dụng tay gạt đĩa Shimano Tune. Nhưng các bác để ý Shimano Tune tay gạt đĩa này sẽ khác với những tay gạt đĩa khác. Những tay gạt đĩa khác thì cái phần gạt đĩa này, cái dây để sẽ vắt ở ngay đây. Nhưng với cái bộ này thì cái tay gạt đĩa các bác để ý là cái phần dây sẽ vắt vô kia. Vì là gạt vô cực, thành ra là các bác cứ kéo là nó sẽ có tác động lên để căn chỉnh cái phần đĩa. Đây, ví dụ em cho xem nhé. Đây này, sẽ là như thế này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, đấy là tay gạt đĩa của Shimano Tune nhé các bác. Nhưng mà cái này là thiết kế dành cho xe road. Và cái kiểu thiết kế này thì nó đã hao hao của Shimano Altus rồi. Nên cái kiểu thiết kế này đã hao hao gần của Shimano Altus rồi, chứ không còn của Shimano Tune mà những hàng mà em vẫn quay cho các bác xem nữa. Phần chuyển líp vẫn là tay gạt líp Shimano Tune TZ trục tháo lắp nhanh. Đấy, vẫn là Shimano Tune TZ để gạt líp. Đây các bác để xem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tầng líp. Đấy, 7 tầng líp. Và cái tầng líp này lúc nào cũng vậy, tầng líp này là tầng líp nhỏ nhất. Đây, 28T. Tầng dưới cùng, tầng to nhất sẽ là 14, tức là 18, 28 răng và 14 răng nhé các bác. Sử dụng vành nhôm của DT Fly, vành nhôm hai lốp, hai lớp của DT Fly nhé các bác. Sử dụng cỡ lốp là CST City Parkour 700 x 28C. Với cỡ lốp này các bác có thể bơm hơi lên đến tối đa là 6,1 kg. Với lốp này các bác bơm hơi tối đa lên 6,1 kg nhé các bác nhé. Đây có phần thông số ở đây. Phần cột yên, đây cột yên thì yên xe là cột yên nhôm của DT Fly có đánh số này, và kết hợp một cái tay điều chỉnh cột yên nhanh. Trục giữ yên là sử dụng trục giữ thẳng này. Đấy, tức là nếu mà nói thì phần cột yên này là sử dụng như thế này là ok rồi, tức là chất lượng như thế này là đạt chuẩn rồi nhé các bác. Sử dụng cái này là tay khóa điều chỉnh cột yên nhanh của DT Fly luôn. Đấy, cột yên nhanh đây. Pedal, với mẫu này pedal là pedal kim loại nhé các bác. Pedal này pedal kim loại. Sử dụng yên da này, nếu mà nói thì yên da này cực kỳ mềm, ngồi cực kỳ mềm, sẽ tạo cảm giác mềm mại nhất cho các bác, để các bác có thể ngồi thoải mái nhất mà không bị đau mỏi hay gì cả. Xe thì được thiết kế là trục tháo lắp nhanh trước sau, phanh đĩa cơ, tích hợp theo đó có cả chân trống cho các bác nhé. Mẫu xe này hiện tại em đang bán tại nhà em giá chỉ vào hơn 4 triệu một chút thôi. Còn nếu như mà các bác muốn ship mẫu xe này thì
Thực ra thì như thế này, mẫu xe này hiện tại nhà em còn một chiếc này là một chiếc duy nhất. Em bán với giá là 4.950.000. Có ship hàng toàn quốc cũng được nếu mà ấy. Nhưng mà với giá 4.950.000, nhà em có tặng chắn bùn, gọng bình, bình nước, kèm theo đó là ship cho các bác. Nhưng mà cái hộp của mẫu xe này thì hôm rồi con em nó lỡ xé rách, thành ra khi mà nếu các bác cần ship hàng thì cái hộp em gửi đến các bác sẽ không phải là cái hộp của DT Fly mà cái hộp của xe khác thôi. Đấy là một cái em phải nói trước cho các bác nếu như các bác cần ship. Còn nếu các bác mua hàng tại nhà em thì giá cả nó sẽ có thương lượng chưa nha các bác nhé, có thương lượng sẽ bớt thêm một chút nữa cho các bác, vì em cũng nói luôn là còn duy nhất một chiếc này. Là còn tới này thì với mẫu xe này thì em sẽ xem, em có một số mẫu cực kỳ hay ho và mẫu này thì tới này có phiên bản mới thì em mới lại nhập tiếp. Với mẫu xe này thì bảo hành vẫn bảo hành như tất cả các xe khác, bảo hành khung lên đến tối đa đến tận 3 đến 5 năm nhé các bác nhé. Mọi thông tin chi tiết về mẫu này cũng như tất cả các mẫu xe khác, mọi người vui lòng liên hệ số điện thoại, số Zalo em để góc dưới màn hình này. Có mẫu này là đấy, và của mẫu Lion Beta là mẫu bên cạnh này. Hiện tại em còn có số lượng không nhiều nhé các bác nhé. Các bác rất thích đi mẫu này, số lượng không nhiều nữa rồi. Số lượng không nhiều nữa, giá vẫn như em đang thông báo là hơn chưa đến 7 triệu có ship hàng toàn quốc. Tới này giá của mẫu này sẽ có thay đổi, không còn ở mức 6 triệu 8 nữa nhé các bác nhé. Sẽ có tăng giá một chút. Đấy là em nói ngoài lề một chút. Phụ kiện kèm theo như mẫu này có chắn bùn, gọng bình, bình nước, và kết hợp đó em sẽ cho kèm thêm cả một lọ dầu cha xích để các bác có thể sử dụng cha xích để cho đi trơn tru nhất. Đấy, mọi thông tin chi tiết mọi người vui lòng liên hệ giúp em. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này của em, đã theo dõi đến hết clip này. Chúc mọi người một buổi chiều tối cũng như một buổi tối thật nhiều niềm vui và thật nhiều điều thú vị nhé. Giọng của em hôm nay nó sẽ hơi bị trầm một tí, do thực ra cũng là do em đi đạp xe, trên em đang mưa, thế là hơi dính mưa một tí, hơi ngạt mũi nha các bác nhé. Các bác thông cảm giúp em một chút, giọng em hôm nay nghe nó sẽ không được cao mà nó sẽ hơi trầm một chút. Em xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo. Mọi người có nhu cầu cần tư vấn hoặc là có nhu cầu cần thông tin chi tiết hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến xe đạp hoặc phụ kiện xe đạp, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc Zalo giúp em. Mọi thông tin chi tiết trên clip này không thể nói được hết, ví dụ giá cả, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, hãy nhắn tin Zalo, vì lúc đấy là thời gian thực, còn trên clip có thể sau này một thời gian các bác mới nhận được, mới xem được video của em chẳng hạn, giá cả có thể có thay đổi, có những biến động khách quan, chủ quan và rất nhiều thứ có thể ảnh hưởng đến giá của sản phẩm thời điểm hiện tại. Rất mong mọi người hãy liên hệ giúp em. Em xin cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.